Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là mình đi lên rừng để mình thăm một số cái cây mà mình đang trồng. Thì mình vô tình mình bắt gặp được một cái cây như thế này nè các bạn. Cái lá nó có rất là nhiều gai đó các bạn, và thân của nó cũng có gai. Nó mọc ở trong cái hốc đá ra nè các bạn thấy không? Đó. Thì cây này có rất nhiều gai nên là khi mà các bạn di chuyển các bạn nhớ cẩn thận, nó móc vào trong người thì rất là dễ gây thương tích. Và cây này nó có cái trái nè các bạn, trái này nhìn giống như trái mít đấy các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn mình nghĩ ủa sao cái cây này nó lại là ra trái mít, các bạn thấy không? Đó, cái trái đó các bạn, thì có kiến đang bâu vào rất là nhiều. Thì mình nghĩ là trái này nó cũng có chất ngọt nên là kiến nó bâu các bạn. Thì cái cây này theo mình đoán thì nó là thuộc họ lá dứa. Cái lá nó rất là nhiều gai các bạn thấy không? Móc vào rất là đau nên là các bạn nhớ cẩn thận. Đây là cái bụi cây của nó nè các bạn. Thì thường là những cái cây mà họ lá kim này nè các bạn, thì nó sẽ sống được ở những cái nơi khô cằn ít nước. Nó mọc từ trong đá ra đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng từ giống đá mà mọc ra thì sức sống của nó rất là mãnh liệt các bạn ha. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, một cái bài học từ trong cái việc mà cái cây nó mọc ra từ đá như thế này và cái sức sống của nó như thế này. Thì cây nào thì cũng mong muốn là sống được ở những cái nơi gọi là đất lành phù sa, nước nôi đầy đủ rồi để cho nó phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mọc ra từ đá ở những nơi khô cằn như thế này thì mình vẫn có thể sống được, vươn lên được. Các bạn thấy không? Nó cũng có một cái bài học cho mình. Một cái cây mà mọc ra từ đá không có chất dinh dưỡng. Các bạn biết mà, đá thì nó đâu có mạch nước ở trong đá như là trong đất đâu. Nhưng mà cây vẫn sống được, vẫn mọc từ đá ra được. Thì trong văn học thì các bạn chắc cũng có nhiều cái câu chuyện, những cái bài học mà cũng liên quan đến việc này rồi. Thì đấy, các bạn thấy thực tế là như vậy. Mình vẫn có thể sống được ở những cái nơi, những cái điều kiện mà nó không được tốt. Mình vẫn có cơ hội để vươn lên. Đây, giống như cây này vẫn ra trái nè các bạn. Trái ngọt. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như vậy, về cái cây này. Thì hy vọng là câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những cái niềm vui, những điều mới mẻ. Mình tiếp tục di chuyển đây các bạn ơi, hẹn các bạn lần sau ở những cái video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký và like share cái clip của mình nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì bây giờ mình đang nghỉ trưa các bạn. Mình kiếm được một cái gốc cây và mình đang ngồi nghỉ trưa. Mệt quá các bạn. Hôm nay trời rất là nắng. Hy vọng là những cái video clip trước của mình ở kênh của mình thì cũng chia sẻ và mang lại được cho các bạn những cái thông tin thú vị và bổ ích về quan cảnh rừng núi sông suối ở chỗ mình đang ở. Giới thiệu với bạn, đây là chiếc mũ mà đã gắn bó với mình được 3 năm rồi các bạn. Chiếc mũ này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có hoa văn gì hết. Thì cái mũ này đã gắn bó với mình trong cuộc sống đi rừng thì cũng được 3 năm. Mình rất là thích đội nó các bạn. Che nắng, che mưa, nó cũng đi với mình rất là nhiều chặng đường rồi. Thì chiếc mũ này thì hồi trước thì mình mua 60-70 ngàn vậy đó, mình cũng không nhớ, lâu lắm rồi các bạn ơi. Mà các bạn thấy không, chiếc mũ rất là tốt. Đội mình đội rất là lâu.
nó có vẻ như bị sờn rồi nhưng mà mình vẫn thích nó các bạn. Mình rất là trân trọng những cái món đồ mà đã gắn bó với mình lâu đó các bạn, tại vì ở trên ở chỗ mình đang sống đây cuộc sống cũng rất là thiếu thốn, mua vật dụng gì nó cũng đắt đỏ và khó mua lắm các bạn, nên là khi mà có một cái vật dụng nào đó thì mình sử dụng rất là kỹ, mình bảo quản rất là kỹ để cho nó không có bị hư hại đó các bạn. Chiếc nón này nó kỷ niệm của mình. Mình hy vọng là nó sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong cuộc sống, trong những clip. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không ạ? Tiếng nước chảy và tiếng chim hót nghe rất là vui tai đúng không các bạn? Mình tiếp tục làm việc đây. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì nhấn đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình nha. Bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại thì mình đang trên đường đi kiếm củi các bạn. Tới giờ ăn trưa rồi mà vô tình thì mình đi thì củi của mình bị rơi xuống suối, nó bị ướt hết đó các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm củi. Thì mình ở trên rừng này thì cũng lâu rồi nên là việc mà không có than hay là nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ việc đi tìm những cái cây củi khô thôi. Thì ở trên núi rừng thì mấy cái đó đâu có thiếu đâu. Đây mình thấy một đoạn cây rồi nè các bạn, các bạn thấy không? Đây cái này thì nó hơi ẩm á rồi, nó bị ướt rồi, chắc là đợt mưa vừa rồi nó còn bị ẩm ướt. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có đi chặt những cái cây, chặt phá những cái cây rừng đâu các bạn. Mình sống ở rừng mà, nên là mình chỉ lựa những cái khúc cây củi khô như thế này thôi. Đấy, càng rất là nhiều, nên là mình sẽ rất là dễ tìm được củi. À, cái này được nè. Mình tìm được một khúc củi này nè các bạn. Củi đây thì rất là nhiều các bạn ơi. Và vô tình thì mình cũng tìm được một cái khúc cây đó mà. Khúc rễ cây rất là đẹp nè các bạn. Cái này mà về làm bonsai thì đúng bài luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Ưng quá các bạn ơi. Cái đoạn này thì đẹp quá. Cái này đã chết rồi các bạn. Nó có một cái cây nhỏ phía trên này các bạn thấy không? Đẹp quá. Cái đoạn này đẹp quá. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Mình có một cái ý tưởng là mình sẽ trồng đất và rêu ở phía trên này. Cái đoạn này mình vẫn có thể thả cá vào được luôn nè các bạn. Rất là đẹp. Ưng quá các bạn ơi. Thì vô tình mình đi tìm củi thì mình lại thấy được cái đoạn này. Cái này hình như có ai đó đã đốt nó rồi các bạn.
mình lại tiếp tục tìm củi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại và mình sẽ lấy cái đoạn của đoạn cây đó với các bạn. Cái đoạn đó rất là đẹp, mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái tiểu cảnh rất là đẹp với cái đoạn cây đó. Rồi, xin chào các bạn, mình lấy củi về để mình chuẩn bị ăn trưa, tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn thấy vào cái buổi ăn trưa của mình ha. Cảm ơn, xin chào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là mình đi lên rừng để mình thăm một số cái cây mà mình đang trồng. Thì mình vô tình mình bắt gặp được một cái cây như thế này nè các bạn. Cái lá nó có rất là nhiều gai đó các bạn, và thân của nó cũng có gai, nó mọc ở từ ở trong cái hốc đá ra này các bạn thấy không đó. Thì cây này có rất nhiều gai nên là khi mà các bạn di chuyển các bạn nhớ cẩn thận, nó móc vào trong người thì rất là dễ gây thương tích. Và cây này nó có cái trái nè các bạn, trái này nhìn giống như trái mít đấy các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn mình nghĩ ủa sao cái cây này nó lại là ra cái mít, các bạn thấy không đó, cái trái đó các bạn. Thì có kiến kiến đang bâu vào rất là nhiều, thì mình nghĩ là trái này nó cũng có chất ngọt nên là kiến nó bâu các bạn. Thì cái cây này theo mình đoán thì nó là thuộc họ lá dứa, cái lá nó rất là nhiều gai các bạn thấy không, móc vào rất là đau nên là các bạn nhớ cẩn thận. Đây, đây là cái bụi cây của nó này các bạn. Thì thường là những cái cây mà họ lá kim này nè các bạn, thì nó sẽ sống được ở những cái nơi khô cằn ít nước đó, nó mọc từ trong đá ra đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng từ giống đá mà mọc ra thì sức sống của nó rất là mãnh liệt các bạn ha. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, một cái bài học từ trong cái việc mà cái cây nó mọc ra từ đá như thế này và cái sức sống của nó như thế này. Thì cây nào thì cũng mong muốn là ở sống được ở những cái nơi gọi là đất lành phù sa, nước nôi đầy đủ rồi để cho nó phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mọc ra từ đá ở những nơi khô cằn như thế này thì mình vẫn có thể sống được, vươn lên được, các bạn thấy không? Nó cũng có một cái bài học cho mình. Một cái cây mà mọc ra từ đá không có chất dinh dưỡng, các bạn biết mà, đá thì nó đâu có mạch nước ở trong đá như là trong đất đâu, nhưng mà cây vẫn sống được, vẫn mọc từ đá ra được. Thì trong văn học thì các bạn chắc cũng có nhiều cái câu chuyện, những cái bài học mà cũng liên quan đến việc này rồi. Thì đấy, các bạn thấy thực tế là như vậy, mình vẫn có thể sống được ở những cái nơi, những cái điều kiện mà nó không được tốt, mình vẫn có cơ hội để vươn lên. Đây, giống như cây này vẫn ra trái nè các bạn, trái ngọt đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như vậy, về cái cây này. Thì hy vọng là câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những cái niềm vui, những điều mới mẻ. Mình tiếp tục di chuyển đây các bạn ơi, hẹn các bạn lần sau ở những video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký và like share cái clip của mình nha các bạn. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái đôi dép đi rừng của mình. Thì đôi dép này rất là hữu ích đó các bạn. Thì nhờ có nó mà mình khi mà mình di chuyển ở trên cát á, trên đá đó các bạn, rất là trơn. Thì những cái này giúp bạn là không bị trơn trượt, bảo vệ đôi chân của các bạn rất là tốt, nên là mình trang bị nó. Thì cái này thì mình cũng chỉ gọi là giới thiệu về công năng của nó thôi, chứ mình không phải là giới thiệu về bán hàng hay là gì nữa các bạn ơi. Thì mình chỉ còn thấy không, cát này, cái này là hôm trước mình có mang đi biển nên là cát vào rất là nhiều. Thì mình chuẩn bị đi lên trên thượng nguồn của suối nên là mình cần phải có đôi giày như thế này để bảo vệ chân là thứ nhất. Thứ hai là giúp mình không bị trơn trượt, rất là nguy hiểm các bạn. Ở đây đá rất là nhiều,
Nên là mình phải có những cái đôi giày như thế này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Nên là khi các bạn có một cái kế hoạch mà đi du lịch, đi trải nghiệm và thiên nhiên á, đi sinh tồn á, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi dép như thế này, một đôi giày như thế này. Các bạn thấy không, cái gai giày của nó rất là sâu đó, mình nói cho các bạn xem, thì nó bám và chống chuyên trượt rất là tốt. Thì clip này mình chỉ giới thiệu về một số cái vật dụng mà mình thường sử dụng để đi rừng thôi, đi làm việc thôi, tại công việc của mình là ở rừng là chính. Thì đây là một cái con dao. Dao này thường thì mình đỡ đi, ví dụ như mà mình di chuyển ra trong những cái đoạn đường mà nó cây bụi rậm nhiều, với lại là cây gai đó các bạn. Ở cái clip trước thì mình có giới thiệu với bạn về một cái cây dứa mà có trái và lá và thân nó gai rất là nhiều á. Các bạn có thể tìm lại kênh của mình và xem lại cái video đó nha. Đó, thì cái dao này như thế này thì mình sẽ phát ra, mình sẽ làm cho cái đường của mình nó thông thoáng, mình không bị gặp phải những cái chấn thương các bạn. Những cái lá cây đó mà vướng vào người thì nó sẽ cứa mình chảy máu luôn đó các bạn. Nên là các bạn đừng có nhớ cẩn thận và chuẩn bị cho mình những cái vật dụng như thế này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái vật dụng đi rừng khác của mình. Bye bye. Nhớ đăng ký và like share clip của mình. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là lập ra cái kênh này để mình quay và chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của mình hàng ngày ở cái nhà của mình. Nhà mình thì đang làm ở trong rừng các bạn. Mình ở trong rừng. Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cục đá này nè. Mình thấy cục đá này rất là đẹp. Chắc các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem những con kiến đang bò trên cục đá ha. À, các bạn thấy không? Chúng nó đang đi kiếm ăn đó các bạn. Đó, thì theo như mình học đó thì những cục đá này chắc mình sờ vào thì mình cũng thấy chắc nó cũng phải có độ tuổi, chắc không phải vài trăm năm rồi các bạn. Vài trăm tuổi rồi các bạn. Nó bị bào mòn và xương gió nè, các bạn thấy không? Cái tảng đá này rất là lớn. Thì mình sống ở xung quanh đây các bạn, mình công việc của mình là ở trong rừng. Mình đi rừng và mình chăm cây rồi cây sim rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy cái tảng đá này rất là xù xì, nhìn rất là phong sương đó các bạn. Giống như cuộc sống mình vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình quay clip, mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của mình xung quanh thiên nhiên xung quanh. Trong đây là cái hốc đá. Hồi trước thì mình khi mà mình đi rừng vào buổi trưa, mình hay chui vào trong này mình nằm mình nghỉ nè các bạn. Rất là mát đó các bạn. Khi mà bạn nằm ở dưới những tảng đá này và xung quanh có nước suối nó chảy thì rất là dễ ngủ. Cái âm thanh của suối chảy thì rất là dễ ngủ. Các bạn có nghe thấy tiếng chim không ạ? Tiếng chim hót rất là nghe nó là thanh bình đúng không các bạn? Ở giữa khu vực rừng núi như thế này thì tiếng nước chảy, tiếng chim hót, nằm dưới những tảng đá như thế này để ngủ trưa thì đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị đó các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống ở phía dưới đây. Mình sẽ để cho các bạn thấy xung quanh của mình chỉ toàn là núi và mây, núi và cây. Đó, các bạn nghe tiếng gió xì xào không? Rất là mát. Đây, các bạn thấy không? Cây cối xung quanh rất là mát mẻ. Mình thì mình rất là thích cuộc sống như thế này rồi các bạn. Rất là dễ chịu. Không khí rất là trong lành. Sống giữa thiên nhiên hoang dã như thế này thì mặc dù là cũng thiếu thốn rất là nhiều thứ, nhưng mà
nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mà không phải ở đâu cũng có thể, các bạn cũng có thể gặp được. Suối hôm nay thì nước hơi đọng tại vì mưa ít đó các bạn, nên là suối hơi đọng không có nước. Để mình qua mình cho các bạn xem một số cái cây, nó có những cái dáng cây rồi cây rất là đẹp. Các bạn có thích rap không ạ? Thì khi mà mình buồn, mình có tâm trạng thì mình hay ra ngồi này. Mình thường viết văn. Mình làm một vài đoạn lyric. Cũng khá hay nhưng mà mình chưa làm được beat các bạn. Mai mốt mình sẽ làm beat mà mình gửi đến các bạn cùng thưởng thức. Rất là mong nhận được những cái đóng góp của các bạn. Đây. Mình thấy có một cái đoạn cây rất là đẹp nè các bạn. Đoạn cây này mà làm tiểu cảnh bonsai thì rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ha. Đó, thì cuộc sống của mình là xung quanh rừng, núi và cây này nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình để mình có thêm những cái động lực để mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người và cái cuộc sống của mình. Đây, xung quanh đây toàn là núi và cây các bạn, đá suối rất là thanh tịnh. Mát quá các bạn ơi, gió mát. Chào các bạn nha, hẹn các bạn ở những cái clip sau của kênh của mình. Các bạn nhớ ấn subscribe và đăng ký và like share clip này của mình nha. Xin chào. Xin chào các bạn, là mình Điệp đây. Đây, mình đang trên một cái con đường mình đi vào phía thượng nguồn. Nha, mình các bạn thấy cái lòng suối mà nó đang cạn nước các bạn. Mình đang chui vào trong một cái hốc đá. Mình ngồi đây mình tránh nóng một xíu, rồi mình di chuyển qua bên kia. Thì suối hôm nay ít nước lắm các bạn. Ồ, gốc cây đẹp quá kìa các bạn. Mình di chuyển nãy giờ cũng thấm mệt rồi các bạn. Trời rất là nắng mà leo treo nhiều. Các bạn thấy đường đi rất là gập ghềnh. Tìm được một cái gốc cây ưng ý để mà về làm tiểu cảnh trang trí thì cũng rất là khó các bạn. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn. Mình vẫn đang trên hành trình mình đi tìm. Mình hy vọng là sẽ tìm được một bộ rễ gốc cây nào đó để mình về mình làm một cái sản phẩm đầu tay của mình. Dáng cây này cũng rất là đẹp các bạn ha. Các bạn thấy không? Trang trí thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà cây còn sống các bạn, nên là mình sẽ không lấy đâu. Mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng các bạn ơi.
Thế là mệt rồi các bạn. Có một vài gốc cây mà nó lớn quá các bạn ơi. Mình vẫn đang tìm. Ồ. Cái đoạn này thì nó gãy đổ chắc cũng lâu quá này các bạn. Nhưng mà nó to quá. To quá mình cũng không có lấy đem về được các bạn. Nặng lắm các bạn ơi. Quá nặng. Khúc cây này mà đem về mình có thể làm được đó các bạn. Mình cũng tưởng tượng ra được một cái ý tưởng để trang trí cái gốc cây này. Nhưng mà hôm nay thì mình di chuyển bằng xe máy nên là cũng rất là khó để mà đưa được cái gốc cây này về nhà. Mình cùng di chuyển nha các bạn ha. Mình di chuyển đằng kia xíu thử. Hình như mình càng đi về gần thượng nguồn thì càng dễ dễ thấy những cái gốc cây nữa. Nó bị gãy đổ trước rồi các bạn. Mình dễ thấy nó hơn. Tại vì là nhiều khi là cây nó nặng quá nên là khi mà mưa xuống hay là có nước suối, có nước chảy thì nó cũng không có trôi xuống được phía dưới. Mình nghĩ là lên thượng nguồn thì mình sẽ dễ tìm hơn. Ở đây có một gốc cây rất là to nè các bạn. Nằm sẵn luôn. Cái layout này mà mình có thể trang trí vào trong cái hồ nó là bự các bạn. Kích thước phải 1,5 m đó các bạn. Ây da. Khá đẹp. Nói chung là nó cũng có dáng đó các bạn. Cái dáng để mà mình trang trí. Nhưng mà nó to quá. Để xem nào. Mình nghĩ là mình đã cảm nhận được ở đâu đây là mình sẽ tìm được thứ mà mình đang cần tìm các bạn. Các bạn cùng tìm với mình nha, các bạn xem video mà thấy lướt qua thấy có cái đoạn cây nào mà các bạn thấy ưng ý thì nhớ comment nhắc mình nha. Mát quá. Mình di chuyển được tới đây rồi mình cũng thấy là rất là thích không khí ở đây rất là trong lành các bạn. Mình ở giữa rừng mà. Cây cối rất là nhiều nên là mát, cái oxy nó được mình được đáp ứng rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tuyên truyền là mình trồng cây xanh nhiều đó các bạn. Khi mà các bạn đi rừng các bạn sẽ cảm nhận được cái việc này. Các bạn ở dưới cái bóng mát của nhiều cây các bạn sẽ cảm thấy là không khí ở phía dưới rất là mát. Nó cái không khí mà bạn hít vào phổi nó cũng sẽ rất là fresh các bạn. Chứ không như là các bạn ở đi đường đi ở thành phố rồi ấy. Mình thì mình cũng có một thời gian mình sống ở những cái khu đô thị đông đúc thì nhiều khi cái bầu không khí mình vẫn thở được, mình thở được nên là bây giờ mình vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái chất lượng không khí nó khác lắm các bạn ơi. Nó khác hẳn khi mà mình về đây mình sống. Ở đây các bạn trải nghiệm được, cảm nhận được cái không khí ở đây các bạn khi mà hít thở nó sẽ rất là dễ chịu. Làm cho người bạn mau khỏe hơn. Rất là mau khỏe, rất là mau hồi phục lại năng lượng. Mình nghĩ là ở đây mình đã tìm được một vài thứ hay ho này các bạn. Đây, ví dụ như cái này. Đây cũng là một cái mà mình cũng đang hy vọng là tìm thấy rồi các bạn. Rồi, mình ở đây, tí nữa mình sẽ đem về. Rồi mình lại thấy nữa rồi.
Ở trên này mình tìm được nhiều 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 cá rồi các bạn ơi. Quá hay quá hay. Ồ, cái này nó dài quá. Cái đoạn này nó khá dài nhưng mà đẹp ạ. Nó là mình khi mà trước khi mình đi thì mình cũng đã tưởng tượng ra là mình sẽ tìm những cái khúc gỗ nó có cái dáng như thế này. Nó cái đường nó có một cái tính nghệ thuật ở trong cái đường cong của nó các bạn. Để mình đi sâu sâu vào trong kia thử, mình xem thử có cái đoạn nào nó ngắn hơn, nó gọn hơn hay không. Mình biết chắc chắn là khi mà đi về rừng và suối thì mình sẽ gặp được, tìm được những cái mẫu, những cái layout, những cái đoạn cây, khúc cây có tính nghệ thuật. Nên là hôm nay mình hy vọng là mình sẽ tìm được nhiều. Xin chào các bạn. Mình mệt quá, mình đang ngồi nghỉ xíu các bạn. Có quá nhiều gốc cây đẹp. Nhưng mà ở phần phía dưới, phía thân của nó các bạn thì là nó đã khô héo rồi. Nhưng mà phía trên thì cây nó vẫn còn sống được bạn. Nên là mình sẽ bỏ qua những cái cây như vậy. Các bạn khán giả xem kênh của mình, nếu như mà cũng có cái sở thích đam mê về trang trí hồ thủy sinh, terrarium hoặc là aquarium ấy, thì các bạn comment ở phía dưới để mình biết nha. Chúng ta cùng đam mê thì chúng ta sẽ rất là dễ kết nối các bạn. Chúng ta có cùng sở thích, cùng quan điểm, rồi cùng một cái công việc đó thì mình và các bạn sẽ rất là dễ kết nối với nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau các bạn. Trên này rác hơi nhiều. Mình thì bây giờ mình cũng muốn là thu gom nó đấy, nhưng mà làm sao mà làm hết được các bạn, nguyên cả cái khu rừng, cái khu suối như thế này. Nên thôi mình chỉ biết dùng cái đoạn clip này để là mong những ai mà đã từng đi xuất tiên này, hoặc là các bạn có dự định du lịch đi khám phá trải nghiệm những cái nơi như thế này, thì các bạn cùng với mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái địa điểm tham quan của mình. Vâng, xin chào các bạn, mình là Điệp đây. Thì mình xin kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Mình sẽ quay lại với các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì bây giờ mình đang nghỉ trưa các bạn. Mình kiếm được cái gốc cây và mình đang ngồi nghỉ trưa. Mệt quá các bạn. Hôm nay trời rất là nắng. Hy vọng là những cái video clip trước của mình ở kênh của mình thì cũng chia sẻ và mang lại được cho các bạn những cái thông tin thú vị và bổ ích về quang cảnh rừng núi sông suối ở chỗ mình đang ở.
giới thiệu với bạn, đây là chiếc mũ mà đã gắn bó với mình được 3 năm rồi các bạn. Chiếc mũ này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có hoa văn gì hết. Thì cái mũ này đã gắn bó với mình trong cuộc sống đi rừng thì cũng được 3 năm. Mình rất là thích đội nó các bạn. Trời nắng, trời mưa, nó cũng đi với mình rất là nhiều chặng đường rồi. Thì chiếc mũ này thì hồi trước thì mình mua 60-70 ngàn vậy đó, mình cũng không nhớ, lâu quá mà các bạn ơi. Mà các bạn thấy không, chiếc mũ rất là tốt, đội mình đội rất là lâu, nó có vẻ như bị sờn rồi nhưng mà mình vẫn thích nó các bạn. Mình rất là trân trọng những cái món đồ mà đã gắn bó với mình lâu á các bạn. Tại vì ở trên, ở chỗ mình đang sống đây, cuộc sống cũng rất là thiếu thốn, mua vật dụng gì nó cũng đắt đỏ và khó mua lắm các bạn. Nên là khi mà có một cái vật dụng nào đó thì mình sử dụng rất là kỹ, mình bảo quản rất là kỹ để cho nó không có bị hư hại á các bạn. Chiếc nón này là kỷ niệm của mình. Mình hy vọng là nó sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong cuộc sống, trong những clip. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không ạ? Tiếng nước chảy và tiếng chim hót nghe rất là vui tai đúng không các bạn? Mình tiếp tục làm việc đây. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì nhấn đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình nha. Bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại thì mình đang trên đường đi kiếm củi các bạn. Tới giờ ăn trưa rồi mà vô tình thì mình đi thì củi của mình bị rơi xuống suối, nó bị ướt hết đó các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm củi. Thì mình ở trên rừng này thì cũng lâu rồi nên là việc mà không có than hay là nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ việc đi tìm những cái cây củi khô thôi. Thì ở trên núi rừng thì mấy cái đá đâu có thiếu đâu. Đây, mình thấy một đoạn cây rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây, cái này thì nó hơi ẩm á rồi, nó bị ướt rồi. Chắc là đợt mưa vừa rồi nó còn bị ẩm ướt. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có đi chặt những cái cây, chặt phá những cái cây rừng đâu các bạn. Mình sống ở rừng mà, nên là mình chỉ lựa những cái khúc cây củi khô như thế này thôi. Đấy, càng rất là nhiều nên là mình sẽ rất là dễ tìm được củi. À, cái này được nè. Mình tìm được một khúc củi này các bạn. Củi đây thì rất là nhiều các bạn ơi. Và vô tình thì mình cũng tìm được một cái khúc cây đó mà. Khúc rễ cây rất là đẹp nè các bạn. Cái này mà về làm bonsai thì đúng bài luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Ưng quá các bạn ơi. Cái đoạn này thì đẹp quá. Cái này đã chết rồi các bạn. Nó có một cái cây nhỏ phía trên này các bạn thấy không? Đẹp quá. Cái đoạn này đẹp quá.
bạn thấy đẹp không các bạn? Mình có một cái ý tưởng là mình sẽ trồng đất và rêu ở phía trên này. Cái đoạn này mình vẫn có thể thả cá vào được luôn này các bạn. Rất là đẹp. Ưng quá các bạn ơi. Thì vô tình mình đi tìm củi thì mình lại thấy được cái đoạn này. Cái này hình như có ai đó đã đốt nó rồi các bạn. Mình lại tiếp tục tìm củi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại và mình sẽ lấy cái đoạn của đoạn cây đó với các bạn. Cái đoạn đó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái tiểu cảnh rất là đẹp với cái đoạn cây đó. Rồi, xin chào các bạn, mình lấy củi về để mình chuẩn bị ăn trưa, tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn thấy vào cái buổi ăn trưa của mình ha. Cảm ơn, xin chào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là mình đi lên rừng để mình thăm một số cái cây mà mình đang trồng. Thì mình vô tình mình bắt gặp được một cái cây như thế này nè các bạn. Cái lá nó có rất là nhiều gai đó các bạn. Và thân của nó cũng có gai. Nó mọc ở trong cái hốc đá ra nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì cây này có rất nhiều gai nên là khi mà các bạn di chuyển các bạn nhớ cẩn thận, nó móc vào trong người thì rất là dễ gây thương tích. Và cây này nó có cái trái nè các bạn, trái này nhìn giống như trái mít đấy các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn mình nghĩ ủa sao cái cây này nó lại là ra trái mít, các bạn thấy không? Đó, cái trái đó các bạn, thì có kiến đang bâu vào rất là nhiều. Thì mình nghĩ là trái này nó cũng có chất ngọt nên là kiến nó bâu các bạn. Thì cái cây này theo mình đoán thì nó là thuộc họ lá dứa. Cái lá nó rất là nhiều gai các bạn thấy không? Móc vào rất là đau nên là các bạn nhớ cẩn thận. Đây là cái bụi cây của nó nè các bạn. Thì thường là những cái cây mà họ lá kim này nè các bạn, thì nó sẽ sống được ở những cái nơi khô cằn ít nước. Nó mọc từ trong đá ra đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng từ giống đá mà mọc ra thì sức sống của nó rất là mãnh liệt các bạn ha. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, một cái bài học từ trong cái việc mà cái cây nó mọc ra từ đá như thế này và cái sức sống của nó như thế này. Thì cây nào thì cũng mong muốn là sống được ở những cái nơi gọi là đất lành phù sa, nước nôi đầy đủ rồi để cho nó phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mọc ra từ đá ở những nơi khô cằn như thế này thì mình vẫn có thể sống được, vươn lên được. Các bạn thấy không? Nó cũng có một cái bài học cho mình. Một cái cây mà mọc ra từ đá không có chất dinh dưỡng. Các bạn biết mà, đá thì nó đâu có mạch nước ở trong đá như là trong đất đâu. Nhưng mà cây vẫn sống được, vẫn mọc từ đá ra được. Thì trong văn học thì các bạn chắc cũng có nhiều cái câu chuyện, những cái bài học mà cũng liên quan đến việc này rồi. Thì đấy, các bạn thấy thực tế là như vậy. Mình vẫn có thể sống được ở những cái nơi, những cái điều kiện mà nó không được tốt. Mình vẫn có cơ hội để vươn lên. Đây, giống như cây này vẫn ra trái rồi các bạn. Trái ngọt. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như vậy, về cái cây này. Thì hy vọng là câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những cái niềm vui, những điều mới mẻ. Mình tiếp tục di chuyển đây các bạn ơi, hẹn các bạn lần sau ở những cái video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký và like share cái clip của mình nha các bạn. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái đôi dép đi rừng của mình. Thì đôi dép này rất là hữu ích đó các bạn. Thì nhờ có nó mà mình khi mà mình di chuyển ở trên cát á, trên đá đó các bạn, rất là trơn. Thì những cái này sẽ giúp bạn là không bị trơn trượt, bảo vệ đôi chân của các bạn rất là tốt. Nên là mình trang bị nó.
Thì cái này thì mình cũng chỉ gọi là giới thiệu về công năng của nó thôi, chứ mình không phải là giới thiệu về về bán hàng hay là gì nữa các bạn ơi. Thì mình chỉ à còn thấy không? Cát này, cái này là hôm trước mình có mang đi biển nên là cát vào rất là nhiều. Thì mình chuẩn bị đi lên trên thượng nguồn của suối nên là mình cần phải có đôi giày như thế này để bảo vệ chân là thứ nhất. Thứ hai là giúp mình không bị trơn trượt, rất là nguy hiểm các bạn. Ở đây đá rất là nhiều nên là mình phải có những cái đôi giày như thế này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Nên là khi các bạn có một cái kế hoạch mà đi 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 du lịch, đi trải nghiệm và thiên nhiên á, đi sinh tồn á, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi dép như thế này, một đôi giày như thế này. Các bạn thấy không, cái gai giày của nó rất là sâu đó, mình nói cho các bạn xem. Thì nó bám và chống trơn trượt rất là tốt. Thì clip này mình chỉ giới thiệu về một số cái vật dụng mà mình thường sử dụng để đi rừng thôi, đi đi làm việc thôi, tại công việc của mình là ở rừng là chính. Thì đây là một cái con dao. Dao này thường thì mình đỡ đi, ví dụ như mà mình di chuyển ra trong những cái đoạn đường mà nó cây bụi rậm nhiều với lại là cây gai đó các bạn. Ở cái clip trước thì mình có giới thiệu với bạn về một cái cây dứa mà có trái và lá và thân nó gai rất là nhiều á, các bạn có thể tìm lại kênh của mình mà xem lại cái video đó nha. Đó thì cái dao như thế này thì mình sẽ phát ra, mình sẽ làm cho cái đường của mình nó thông thoáng, mình không bị gặp phải những cái chấn thương các bạn. Những cái lá cây đó mà vướng vào người nó sẽ cứa mình chảy máu luôn đó các bạn, nên là các bạn đừng có nhớ cẩn thận và chuẩn bị cho mình những cái vật dụng như thế này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái vật dụng đi rừng khác của mình. Bye bye. Nhớ đăng ký và like share clip của mình. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là lập ra cái kênh này để mình quay và chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của mình hàng ngày ở cái nhà của mình. Nhà mình thì đang làm ở trong rừng các bạn, mình ở trong rừng. Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cục đá này nè. Mình thấy cục đá này rất là đẹp. Chắc các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem những con kiến đang bò trên cục đá ha. À, các bạn thấy không? Chúng nó đang đi kiếm ăn đó các bạn. Thì theo như mình học đó thì những cục đá này chắc mình sờ vào thì mình cũng thấy chắc nó cũng phải có độ tuổi, chắc không phải vài trăm năm rồi các bạn, vài trăm tuổi rồi các bạn. Nó bị bào mòn và xương gió nè các bạn thấy không. Cái tảng đá này rất là lớn. Thì mình sống ở xung quanh đây các bạn, mình công việc của mình là ở trong rừng, mình đi rừng và mình chăm cây rồi cây sim rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy cái tảng đá này rất là xù xì, nhìn rất là phong sương đó các bạn, giống như cuộc sống mình vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình quay clip mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của mình xung quanh thiên nhiên xung quanh, trong đây là cái hốc đá. Hồi trước thì mình khi mà mình đi đi rừng mà buổi trưa mình hay chui vào trong này mình nằm mình nghỉ nè các bạn, rất là mát đó các bạn. Khi mà bạn nằm ở dưới những tảng đá này và xung quanh có nước suối nó chảy thì rất là dễ ngủ, cái âm thanh của suối chảy thì rất là dễ ngủ. Các bạn có nghe thấy tiếng chim không ạ? À? Tiếng chim hót rất là nghe rất là thanh thanh bình đúng không các bạn? Ở giữa khu vực rừng núi như thế này thì tiếng nước chảy, tiếng chim hót, và nằm dưới những tảng đá như thế này để ngủ trưa thì nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị đó các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống ở phía dưới đây, mình sẽ để cho các bạn thấy xung quanh của mình chỉ toàn là núi và mây, núi và cây.
Đó, các bạn nghe tiếng gió xì xào không? Rất là mát. Đây, các bạn thấy không? Cây cối xung quanh rất là mát mẻ. Mình thì mình rất là thích cuộc sống như thế này rồi các bạn. Rất là dễ chịu. Không khí rất là trong lành. Sống giữa thiên nhiên hoang dã như thế này thì mặc dù là cũng thiếu thốn rất là nhiều thứ, nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mà không phải ở đâu cũng có thể, các bạn cũng có thể gặp được. Suối hôm nay thì nước hơi đọng tại vì mưa ít đó các bạn, nên là suối hơi đọng, không có nước. Để mình qua mình cho các bạn xem một số cái cây, nó có những cái dáng cây rễ cây rất là đẹp. Các bạn có thích rap không ạ? Thì khi mà mình buồn, mình có tâm trạng thì mình hay ra ngồi này. Mình thường viết văn. Mình làm một vài đoạn lyric. Cũng khá hay nhưng mà mình chưa làm được beat các bạn. Mai mốt mình sẽ làm beat mà mình gửi đến các bạn cùng thưởng thức. Rất là mong nhận được những cái đóng góp của các bạn. Đây. Mình thấy có một cái đoạn cây rất là đẹp nè các bạn. Đoạn cây này mà làm tiểu cảnh bonsai thì rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ha. Đó, thì cuộc sống của mình là xung quanh rừng, núi và cây này nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình để mình có thêm những cái động lực để mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người và cái cuộc sống của mình. Đây, xung quanh đây toàn là núi và cây các bạn, đá suối rất là thanh tịnh. Mát quá các bạn ơi, gió mát. Chào các bạn nha, hẹn các bạn ở những cái clip sau của kênh của mình. Các bạn nhớ ấn subscribe và đăng ký và like share clip này của mình nha. Xin chào. Xin chào các bạn, là mình Điệp đây. Đây, mình đang trên một cái con đường mình đi về phía thượng nguồn nha. Mình đang thấy cái lòng suối mà nó đang cạn nước các bạn. Mình đang chui vào trong một cái hốc đá. Mình ngồi đây mình tránh nóng một xíu rồi mình di chuyển qua bên kia. Thì suối hôm nay ít nước lắm các bạn. Ồ, gốc cây giờ đẹp quá kìa các bạn. Mình di chuyển nãy giờ cũng thấm mệt rồi các bạn. Trời rất là nắng mà leo trèo nhiều. Các bạn thấy đường đi rất là gập ghềnh. Tìm được một cái gốc cây ưng ý để mà về làm tiểu cảnh trang trí thì cũng rất là khó các bạn, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn. Mình vẫn đang trên hành trình mình đi tìm. Mình hy vọng là sẽ tìm được một bộ rễ gốc cây nào đó để mình về mình làm một cái sản phẩm đầu tay của mình. Dáng cây này rất là đẹp các bạn ha. Các bạn thấy không? Trang trí thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà cây còn sống các bạn, nên là mình sẽ không lấy đâu.
mình cần mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng các bạn ơi. Khá là mệt rồi các bạn. Có một vài gốc cây mà nó lớn quá các bạn ơi. Mình vẫn đang tìm. Ồ. Cái đoạn này thì nó gãy đổ chắc cũng lâu quá nè các bạn. Nhưng mà nó to quá. To quá mình cũng không có lấy đem về được các bạn. Nặng lắm các bạn ơi. Quá nặng. Khúc cây này mà đem về mình có thể làm được đó các bạn. Mình cũng tưởng tượng ra được một cái ý tưởng để trang trí cái gốc cây này. Mà hôm nay thì mình di chuyển bằng xe máy nên là cũng rất là khó nữa mà đưa được cái gốc cây này về nhà. Mình cùng di chuyển các bạn ha. Mình di chuyển xịt lên kia xíu thử. Hình như mình càng đi về gần thượng nguồn thì càng dễ thấy những cái gốc cây nữa. Nó bị gãy đổ trước rồi các bạn. Mình dễ thấy nó hơn. Tại vì là nhiều khi là cây nó nặng quá nên là khi mà mưa xuống hoặc là có nước suối, có nước chảy thì nó cũng không có trôi xuống được phía dưới. Mình nghĩ là lên thượng nguồn thì mình sẽ dễ tìm hơn. Ở đây có một gốc cây rất là to nè các bạn. Nằm sẵn luôn. Cái layout này mà mình có thể trang trí vào trong cái hồ rất là bự các bạn. Kích thước phải 1,5 m đó các bạn. Ây da. Khá đẹp. Nói chung là nó cũng có dáng đó các bạn. Cái dáng để mà mình trang trí. Nhưng mà nó to quá. Để xem nào. Mình nghĩ là mình đã cảm nhận được ở đâu đây là mình sẽ tìm được thứ mà mình đang cần tìm các bạn. Các bạn cùng tìm với mình nha, các bạn xem video mà thấy lướt qua thấy có cái đoạn cây nào mà các bạn thấy ưng ý thì nhớ comment nhắc mình nha. Mát quá. Mình di chuyển được tới đây rồi mình cũng thấy là rất là thích không khí ở đây, rất là trong lành các bạn. Mình ở giữa rừng mà. Cây cối rất là nhiều nên là mát, cái oxy được mình được đáp ứng rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tuyên truyền là mình trồng cây xanh nhiều đó các bạn. Khi mà các bạn đi rừng các bạn sẽ cảm nhận được cái việc này. Các bạn ở dưới cái bóng mát của nhiều cây các bạn sẽ cảm thấy là không khí ở phía dưới rất là mát. Nó cái không khí mà bạn hít vào phổi nó cũng sẽ rất là fresh các bạn. Chứ không như là các bạn ở đi đường đi ở thành phố rồi ấy. Mình thì mình cũng có một thời gian mình sống ở những cái khu đô thị đông đúc thì nhiều khi cái bầu không khí mình vẫn thở được. Mình thở được nên là bây giờ mình vẫn còn ở đây.
Nhưng mà cái chất lượng không khí nó khác lắm các bạn ơi. Nó khác hẳn khi mà mình về đây mình sống. Ở đây các bạn trải nghiệm được, cảm nhận được cái không khí ở đây các bạn, khi mà hít thở nó sẽ rất là dễ chịu, làm cho người bạn mau khỏe hơn. Rất là mau khỏe, rất là mau hồi phục lại năng lượng. Mình nghĩ là ở đây mình đã tìm được một vài thứ hay ho này các bạn. Đây, ví dụ như cái này. Đây cũng là một cái mà mình cũng đang hy vọng là tìm thấy rồi các bạn. Rồi mình ở đây tí nữa mình sẽ đem về. Rồi mình lại thấy nữa rồi. Ở trên này mình tìm được nhiều 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 cá rồi các bạn ơi. Quá hay quá hay. Ồ cái này nó dài quá. Cái đoạn này nó khá dài nhưng mà nó đẹp ạ. Nó là mình khi mà trước khi mình đi thì mình cũng đã tưởng tượng ra là mình sẽ tìm những cái khúc gỗ nó có cái dáng như thế này. Nó cái đường nó có một cái tính nghệ thuật ở trong cái đường cong của nó các bạn. Để mình đi sâu sâu vào trong kia thử, mình xem thử có cái đoạn nào nó ngắn hơn, nó gọn hơn hay không. Mình biết chắc chắn là khi mà đi đi về rừng và suối thì mình sẽ gặp được, tìm được những cái mẫu, những cái layout, những cái đoạn cây, khúc cây có tính nghệ thuật. Nên là hôm nay mình hy vọng là mình sẽ tìm được nhiều. Xin chào các bạn. Mình mệt quá, mình đang ngồi nghỉ xíu các bạn. Có quá nhiều gốc cây đẹp nhưng mà ở phần phía dưới, phía thân của nó các bạn thì là nó đã khô héo rồi, nhưng mà phía trên thì cây nó vẫn còn sống được bạn, nên là mình sẽ bỏ qua những cái cây như vậy. Các bạn khán giả xem kênh của mình, nếu như mà cũng có cái sở thích đam mê về 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 trang trí hồ thủy sinh, terrarium hoặc là aquarium ấy, thì các bạn comment ở phía dưới để mình biết nha. Chúng ta cùng đam mê thì chúng ta sẽ rất là dễ kết nối các bạn. Chúng ta có cùng sở thích, cùng quan điểm, rồi cùng một cái công việc đó thì mình và các bạn sẽ rất là dễ kết nối với nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau các bạn. Trên này rác hơi nhiều. Mình thì bây giờ mình cũng muốn là thu gom nó đấy, nhưng mà làm sao mà làm hết được các bạn, nguyên cả cái khu rừng, cái khu suối như thế này. Nên thôi mình chỉ biết dùng cái đoạn clip này để là mong những ai mà đã từng đi Suối Tiên này, hoặc là các bạn có dự định du lịch đi khám phá trải nghiệm những cái nơi như thế này, thì các bạn cùng với mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái địa điểm tham quan của mình.
Vâng, xin chào các bạn, mình là Điệp đây. Thì mình xin kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Mình sẽ quay lại với các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì bây giờ mình đang nghỉ trưa các bạn. Mình kiếm được một gốc cây và mình đang ngồi nghỉ trưa. Mệt quá các bạn. Hôm nay trời rất là nắng. Hy vọng là những cái video clip trước của mình ở kênh của mình thì cũng chia sẻ và mang lại được cho các bạn những cái thông tin thú vị và bổ ích về quang cảnh rừng núi sông suối ở chỗ mình đang ở. Giới thiệu với bạn, đây là chiếc mũ mà đã gắn bó với mình được 3 năm rồi các bạn. Chiếc mũ này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có hoa văn gì hết. Thì cái mũ này đã gắn bó với mình trong cuộc sống đi rừng thì cũng được 3 năm. Mình rất là thích đội nó các bạn. Che nắng, che mưa, nó cũng đi với mình rất là nhiều chặng đường rồi. Thì chiếc mũ này thì hồi trước thì mình mua 60-70 ngàn vậy đó, mình cũng không nhớ, lâu quá mà các bạn ơi. Mà các bạn thấy không, chiếc mũ rất là tốt. Đội mình đội rất là lâu. Nó có vẻ như bị sờn rồi nhưng mà mình vẫn thích nó các bạn. Mình rất là trân trọng những cái món đồ mà đã gắn bó với mình lâu á các bạn. Tại vì ở chỗ mình đang sống đây, cuộc sống cũng rất là thiếu thốn, mua vật dụng gì nó cũng đắt đỏ và khó mua lắm các bạn. Nên là khi mà có một cái vật dụng nào đó thì mình sử dụng rất là kỹ, mình bảo quản rất là kỹ để cho nó không có bị hư hại á các bạn. Chiếc nón này nó kỷ niệm của mình. Mình hy vọng là nó sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong cuộc sống, trong những clip. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không ạ? Tiếng nước chảy và tiếng chim hót nghe rất là vui tai đúng không các bạn? Mình tiếp tục làm việc đây. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì nhấn đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình nha. Bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại thì mình đang trên đường đi kiếm củi các bạn. Tới giờ ăn trưa rồi mà vô tình thì mình đi thì củi của mình bị rơi xuống suối, nó bị ướt hết đó các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm củi. Thì mình ở trên rừng này thì cũng lâu rồi nên là việc mà không có than hay là nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ việc đi tìm những cái cây củi khô thôi. Thì ở trên núi rừng thì mấy cái đá đâu có thiếu đâu. Đây mình thấy một đoạn cây rồi nè các bạn thấy không? Đây cái này thì nó hơi ẩm á rồi, nó bị ướt rồi, chắc là đợt mưa vừa rồi nó còn bị ẩm ướt. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có đi chặt những cái cây, chặt phá những cái cây rừng đâu các bạn. Mình sống ở rừng mà. Nên là mình chỉ lựa những cái khúc cây củi khô như thế này thôi. Đấy, ở cả nó rất là nhiều. Nên là mình sẽ rất là dễ tìm được củi. À, cái này được nè.
Mình tìm được một khúc cua nè các bạn. Cua ở đây thì rất là nhiều các bạn ơi. Và vô tình thì mình cũng tìm được một cái khúc cây đó mà. Khúc rửa cây rất là đẹp nè các bạn. Cái này mà về làm bonsai thì đúng bài luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Ưng quá các bạn ơi. Cái đoạn này thì đẹp quá. Cái này đã chết rồi các bạn. Nó có một cái cây nhỏ phía trên này các bạn thấy không? Đẹp quá. Cái đoạn này đẹp quá. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Mình có một cái ý tưởng là mình sẽ trồng đất và rêu ở phía trên này. Cái đoạn này mình vẫn có thể thả cá vào được luôn nè các bạn. Rất là đẹp. Ưng quá các bạn ơi. Thì vô tình mình đi tìm củi thì mình lại thấy được cái đoạn này. Cái này hình như có ai đó đã đốt nó rồi các bạn. Mình lại tiếp tục tìm củi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại và mình sẽ lấy cái đoạn cây đó với các bạn. Cái đoạn đó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái tiểu cảnh rất là đẹp với cái đoạn cây đó. Rồi, xin chào các bạn. Mình lấy củi về để mình chuẩn bị ăn trưa. Tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn thấy vào cái buổi ăn trưa của mình ha. Cảm ơn, xin chào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là mình đi lên rừng để mình thăm một số cái cây mà mình đang trồng. Thì mình vô tình mình bắt gặp được một cái cây như thế này nè các bạn. Cái lá nó có rất là nhiều gai đó các bạn. Và thân của nó cũng có gai. Nó mọc ở trong cái hốc đá ra nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì cây này có rất nhiều gai nên là khi mà các bạn di chuyển các bạn nhớ cẩn thận. Nó móc vào trong người thì rất là dễ gây thương tích. Và cây này nó có cái trái nè các bạn. Trái này nhìn giống như trái mít đấy các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn mình nghĩ ủa sao cái cây này nó lại là ra trái mít. Các bạn thấy không? Đó. Cái trái đó các bạn. Thì có kiến đang bâu vào rất là nhiều. Thì mình nghĩ là trái này nó cũng có chất ngọt nên là kiến nó bâu các bạn. Thì cái cây này theo mình đoán thì nó là thuộc họ lá dứa. Cái lá nó rất là nhiều gai các bạn thấy không? Móc vào rất là đau nên là các bạn nhớ cẩn thận. Đây là cái bụi cây của nó nè các bạn. Thì thường là những cái cây mà họ lá kim này nè các bạn. Thì nó sẽ sống được ở những cái nơi khô cằn ít nước. Nó mọc từ trong đá ra đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng từ trong đá mà mọc ra thì sức sống của nó rất là mãnh liệt các bạn ha. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, một cái bài học từ trong cái việc mà cái cây nó mọc ra từ đá như thế này và cái sức sống của nó như thế này. Thì cây nào thì cũng mong muốn là sống được ở những cái nơi gọi là đất lành phù sa, nước nôi đầy đủ rồi để cho nó phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mọc ra từ đá ở những nơi khô cằn như thế này thì mình vẫn có thể sống được, vươn lên được. Các bạn thấy không? Nó cũng có một cái bài học cho mình. Một cái cây mà mọc ra từ đá không có chất dinh dưỡng. Các bạn biết là đá thì nó đâu có mạch nước ở trong đá như là trong đất đâu. Nhưng mà cây vẫn sống được, vẫn mọc từ đá ra được. Thì trong văn học thì các bạn chắc cũng có nhiều cái câu chuyện, những cái bài học mà cũng liên quan đến việc này rồi. Thì đấy,
Các bạn thấy thực tế là như vậy. Mình vẫn có thể sống được ở những cái nơi, những cái điều kiện mà nó không được tốt, mình vẫn có cơ hội để vươn lên. Đây, giống như cây này vẫn ra trái rồi các bạn. Trái ngọt. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như vậy, về cái cây này. Thì hy vọng là câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những cái niềm vui, những điều mới mẻ. Mình tiếp tục di chuyển đây các bạn ơi. Hẹn các bạn lần sau ở những cái video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký và like share cái clip của mình nha các bạn. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái đôi dép đi rừng của mình. Thì đôi dép này rất là hữu ích đó các bạn. Thì nhờ có nó mà mình khi mà mình di chuyển ở trên cát á, trên đá đó các bạn, rất là trơn. Thì những cái này sẽ giúp bạn là không bị trơn trượt, bảo vệ đôi chân của các bạn rất là tốt. Nên là mình trang bị nó. Thì cái này thì mình cũng chỉ gọi là giới thiệu về công năng của nó thôi, chứ mình không phải là giới thiệu về về bán hàng hay là gì nữa các bạn ơi. Thì mình chỉ à, bạn thấy không? Cát này, cái này là hôm trước mình có mang đi biển nên là cát vào rất là nhiều. Thì mình chuẩn bị đi lên trên thượng nguồn của suối nên là mình cần phải có đôi giày như thế này để bảo vệ chân là thứ nhất. Thứ hai là giúp mình không bị trơn trượt, rất là nguy hiểm các bạn. Ở đây đá rất là nhiều nên là mình phải có những cái đôi giày như thế này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Nên là khi các bạn có một cái kế hoạch mà đi 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 du lịch, đi trải nghiệm và thiên nhiên á, đi sinh tồn á, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi dép như thế này, một đôi giày như thế này. Các bạn thấy không, cái gai giày của nó rất là sâu đó, mình nói cho các bạn xem. Thì nó bám và chống trơn trượt rất là tốt. Thì clip này mình chỉ giới thiệu về một số cái vật dụng mà mình thường sử dụng để đi rừng thôi, đi đi làm việc thôi, tại công việc của mình là ở rừng là chính. Thì đây là một cái con dao. Dao này thường thì mình đỡ đi, ví dụ như mà mình di chuyển ở trong những cái đoạn đường mà nó cây bụi rậm nhiều, với lại là cây gai đó các bạn. Ở cái clip trước thì mình có giới thiệu với bạn về một cái cây dứa mà có trái và lá và thân nó gai rất là nhiều á. Các bạn có thể tìm lại kênh của mình mà xem lại cái video đó nha. Đó, thì cái dao này như thế này thì mình sẽ phát ra, mình sẽ làm cho cái đường của mình nó thông thoáng, mình không bị gặp phải những cái chấn thương các bạn. Những cái lá cây đó mà vướng vào người nó sẽ cứa mình chảy máu luôn đó các bạn. Nên là các bạn đừng có nhớ cẩn thận và chuẩn bị cho mình những cái vật dụng như thế này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái vật dụng đi rừng khác của mình. Bye bye. Nhớ đăng ký và like share clip của mình. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là lập ra cái kênh này để mình quay và chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của mình hàng ngày ở cái nhà của mình. Nhà mình thì đang làm ở trong rừng các bạn, mình ở trong rừng. Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cục đá này nè. Mình thấy cục đá này rất là đẹp. Chắc các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem những con kiến đang bò trên cục đá ha. À, các bạn thấy không? Chúng nó đang đi kiếm ăn đó các bạn. Thì theo như mình học đó thì những cục đá này chắc mình sờ vào thì mình cũng thấy chắc nó cũng phải có độ tuổi, chắc cũng phải vài trăm năm rồi các bạn, vài trăm tuổi rồi các bạn. Nó bị bào mòn qua sương gió nè các bạn, thấy không? Cái tảng đá này rất là lớn. Thì mình sống ở xung quanh đây các bạn, mình công việc của mình là ở trong rừng, mình đi rừng mà mình chăm cây rồi cây sim rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy cái tảng đá này rất là xù xì, nhìn rất là phong sương đó các bạn.
giống như cuộc sống mình vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình quay clip, mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của mình xung quanh thiên nhiên xung quanh. Trong đây là cái hốc đá. Hồi trước thì mình khi mà mình đi đi rừng vào buổi trưa mình hay chui vào trong này mình nằm mình nghỉ nè các bạn. Rất là mát đó các bạn. Khi mà bạn nằm ở dưới những tảng đá này và xung quanh có nước suối nó chảy thì rất là dễ ngủ, cái âm thanh của suối chảy thì rất là dễ ngủ. Các bạn có nghe thấy tiếng chim không ạ? Tiếng chim hót rất là nghe rất là thanh bình đúng không các bạn? Ở giữa khu vực rừng núi như thế này thì tiếng nước chảy, tiếng chim hót, nằm dưới những tảng đá như thế này để ngủ trưa thì nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị đó các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống ở phía dưới đây. Mình sẽ để cho các bạn thấy xung quanh của mình chỉ toàn là núi và mây, núi và cây. Đó, các bạn nghe tiếng gió xì xào không? Rất là mát. Đây, các bạn thấy không? Cây cối xung quanh rất là mát mẻ. Mình thì mình rất là thích cuộc sống như thế này rồi các bạn. Rất là dễ chịu. Không khí rất là trong lành. Sống giữa thiên nhiên hoang dã như thế này thì mặc dù là cũng thiếu thốn rất là nhiều thứ, nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mà không phải ở đâu cũng có thể, các bạn cũng có thể gặp được. Suối hôm nay thì nước hơi đọng tại vì mưa ít đó các bạn, nên là suối hơi đọng, không có nước. Để mình qua mình cho các bạn xem một số cái cây, nó có những cái dáng cây, rễ cây rất là đẹp. Các bạn có thích rap không ạ? Thì khi mà mình buồn, mình có tâm trạng thì mình hay ra ngồi này. Mình thường viết văn. Mình làm một vài đoạn lyric. Cũng khá hay nhưng mà mình chưa làm được beat các bạn. Mai mốt mình sẽ làm beat mà mình gửi đến các bạn cùng thưởng thức. Rất là mong nhận được những cái đóng góp của các bạn. Đây. Mình thấy có một cái đoạn cây rất là đẹp nè các bạn. Đoạn cây này mà làm tiểu cảnh bonsai thì rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ha. Đó, thì cuộc sống của mình là xung quanh rừng, núi và cây này nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình để mình có thêm những cái động lực để mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người và cái cuộc sống của mình. Đây, xung quanh đây toàn là núi và cây các bạn, đá suối rất là thanh tịnh. Mát quá các bạn ơi, gió mát. Chào các bạn nha, hẹn các bạn ở những cái clip sau của kênh của mình. Các bạn nhớ ấn subscribe và đăng ký và like share clip này của mình nha. Xin chào. Xin chào các bạn, là mình Điệp đây. Đây, mình đang trên một cái con đường mình đi vào phía thượng nguồn nha, mình các bạn thấy cái lòng suối mà nó đang cạn nước các bạn. Mình đang chui vào trong một cái hốc đá, mình ngồi đây mình tránh nóng một xíu rồi mình di chuyển qua bên kia.
Thì suối hôm nay ít nước lắm các bạn. Ồ, gốc cây giờ đẹp quá kìa các bạn. Mình di chuyển nãy giờ cũng thấm mệt rồi các bạn. Trời rất là nắng, leo treo nhiều. Các bạn thấy đường đi rất là gập ghềnh. Tìm được một cái gốc cây ưng ý để mà về làm tiểu cảnh trang trí thì cũng rất là khó các bạn, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn, mình vẫn đang trên hành trình mình đi tìm, mình hy vọng là sẽ tìm được một một bộ rễ gốc cây nào đó để mình về mình làm một cái sản phẩm đầu tay của mình. Dáng cây này cũng rất là đẹp các bạn ha, các bạn thấy không? Trang trí thì rất là đẹp luôn, nhưng mà cây còn sống các bạn nên là mình sẽ không lấy đâu. Mình cần mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng các bạn ơi. Khá là mệt rồi các bạn. Có một vài gốc cây mà nó lớn quá các bạn ơi. Mình vẫn đang tìm. Ồ. Cái đoạn này thì nó gãy đổ chắc cũng lâu lắm rồi nè các bạn. Nhưng mà nó to quá. To quá mình cũng không có lấy đem về được các bạn. Nặng lắm các bạn ơi. Quá nặng. Khúc cây này mà đem về mình có thể làm được đó các bạn. Mình cũng tưởng tượng ra được một cái ý tưởng để trang trí cái gốc cây này. Mà hôm nay thì mình di chuyển bằng xe máy nên là cũng rất là khó nữa mà đưa được cái gốc cây này về nhà. Mình cùng di chuyển các bạn ha. Mình di chuyển xịt lên kia xíu thử. Hình như mình càng đi về gần thượng nguồn thì càng dễ thấy những cái gốc cây nữa. Nó bị gãy đổ trước rồi các bạn. Mình dễ thấy nó hơn. Tại vì là nhiều khi là cây nó nặng quá nên là khi mà mưa xuống hay là có nước suối, có nước chảy thì nó cũng không có trôi xuống được phía dưới. Mình nghĩ là lên thượng nguồn thì mình sẽ dễ tìm hơn. Ở đây có một gốc cây rất là to nè các bạn. Nằm sẵn luôn. Cái layout này mà mình có thể trang trí vào trong cái hồ rất là bự các bạn. Kích thước phải 1,5 m đó các bạn. Ây da. Khá đẹp. Nói chung là nó cũng có dáng đó các bạn. Cái dáng để mà mình trang trí. Nhưng mà nó to quá. Để xem nào. Mình nghĩ là mình đã cảm nhận được ở đâu đây là mình sẽ tìm được thứ mà mình đang cần tìm các bạn. Các bạn cùng tìm với mình nha, các bạn xem video mà thấy lướt qua thấy có cái đoạn cây nào mà các bạn thấy ưng ý thì nhớ comment nhắc mình nha.
mát quá. Mình di chuyển được tới đây rồi mình cũng thấy là rất là thích không khí ở đây, rất là trong lành các bạn. Mình ở giữa rừng mà cây cối rất là nhiều nên là mát, cái oxy được mình được đáp ứng nhiều. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tuyên truyền là mình trồng cây xanh nhiều đó các bạn. Khi mà các bạn đi rừng các bạn sẽ cảm nhận được cái việc này. Các bạn ở dưới cái bóng mát của nhiều cây, các bạn sẽ cảm thấy là không khí ở phía dưới rất là mát. Nó cái không khí mà bạn hít vào phổi nó cũng sẽ rất là fresh các bạn. Chứ không như là các bạn ở đi đường đi ở thành phố rồi ấy. Mình thì mình cũng có một thời gian mình sống ở những cái khu đô thị đông đúc thì nhiều khi cái bầu không khí mình vẫn thở được, mình thở được nên là bây giờ mình vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái chất lượng không khí nó khác lắm các bạn ơi. Nó khác hẳn khi mà mình về đây mình sống. Ở đây các bạn trải nghiệm được, cảm nhận được cái không khí ở đây các bạn. Khi mà hít thở nó sẽ rất là dễ chịu, làm cho người bạn mau khỏe hơn. Rất là mau khỏe, rất là mau hồi phục lại năng lượng. Mình nghĩ là ở đây mình đã tìm được một vài thứ hay ho này các bạn. Đây, ví dụ như cái này. Đây cũng là một cái mà mình cũng đang hy vọng là tìm thấy rồi các bạn. Rồi, mình ở đây, tí nữa mình sẽ đem về. Rồi, mình lại thấy nữa rồi. Ở trên này mình tìm được nhiều cá rồi các bạn ơi. Quá hay, quá hay. Ồ, cái này nó dài quá. Cái đoạn này nó khá dài nhưng mà đẹp ạ. Nó là mình khi mà trước khi mình đi thì mình cũng đã tưởng tượng ra là mình sẽ tìm những cái khúc gỗ nó có cái dáng như thế này. Nó cái đường nó có một cái tính nghệ thuật ở trong cái đường cong của nó các bạn. Để mình đi sâu sâu vào trong kia thử, mình xem thử có cái đoạn nào nó ngắn hơn, nó gọn hơn hay không. Mình biết chắc chắn là khi mà đi về rừng và suối thì mình sẽ gặp được, tìm được những cái mẫu, những cái layout, những cái đoạn cây, khúc cây có tính nghệ thuật. Nên là hôm nay mình hy vọng là mình sẽ tìm được nhiều. Xin chào các bạn. Mình mệt quá, mình đang ngồi nghỉ xíu các bạn. Có quá nhiều gốc cây đẹp. Nhưng mà ở phần phía dưới, phía thân của nó các bạn thì là nó đã khô héo rồi. Nhưng mà phía trên thì cây nó vẫn còn sống được bạn. Nên là mình sẽ bỏ qua những cái cây như vậy. Các bạn khán giả xem kênh của mình, nếu như mà cũng có cái sở thích đam mê về trang trí hồ thủy sinh, terrarium hoặc là aquarium ấy, thì các bạn comment ở phía dưới để mình biết nha. Chúng ta cùng đam mê thì chúng ta sẽ rất là dễ kết nối các bạn. Chúng ta có cùng sở thích, cùng quan điểm, rồi cùng
một cái công việc đó thì mình và các bạn sẽ rất là dễ kết nối với nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau các bạn. Trên này rác hơi nhiều. Mình thì bây giờ mình cũng muốn là thu gom nó đấy, nhưng mà làm sao mà làm hết được các bạn, nguyên cả cái khu rừng, cái khu suối như thế này. Nên là thôi mình chỉ biết dùng cái đoạn clip này để là mong những ai mà đã từng đi xuất tiên này, hoặc là các bạn có dự định du lịch đi khám phá trải nghiệm những cái nơi như thế này, thì các bạn cùng với mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái địa điểm tham quan của mình. Vâng, xin chào các bạn, mình là Điệp đây. Thì mình xin kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Mình sẽ quay lại với các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì bây giờ mình đang nghỉ trưa các bạn. Mình kiếm được một cái gốc cây và mình đang ngồi nghỉ trưa. Mệt quá các bạn. Hôm nay trời rất là nắng. Hy vọng là những cái video clip trước của mình ở kênh của mình thì cũng chia sẻ và mang lại được cho các bạn những cái thông tin thú vị và bổ ích về quan cảnh rừng núi sông suối ở chỗ mình đang ở. Giới thiệu với bạn, đây là chiếc mũ mà đã gắn bó với mình được 3 năm rồi các bạn. Chiếc mũ này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có hoa văn gì hết. Thì cái mũ này đã gắn bó với mình trong cuộc sống đi rừng thì cũng được 3 năm. Mình rất là thích đội nó các bạn. Trời nắng, trời mưa, nó cũng đi với mình rất là nhiều chặng đường rồi. Thì chiếc mũ này thì hồi trước thì mình mua 60-70 ngàn vậy đó, mình cũng không nhớ, lâu lắm rồi các bạn ơi. Mà các bạn thấy không, chiếc mũ rất là tốt. Đội mình đội rất là lâu. Nó có vẻ như bị sờn rồi nhưng mà mình vẫn thích nó các bạn. Mình rất là trân trọng những cái món đồ mà đã gắn bó với mình lâu đó các bạn. Tại vì ở chỗ mình đang sống đây, cuộc sống cũng rất là thiếu thốn, mua vật dụng gì nó cũng đắt đỏ và khó mua lắm các bạn. Nên là khi mà có một cái vật dụng nào đó thì mình sử dụng rất là kỹ, mình bảo quản rất là kỹ để cho nó không có bị hư hại các bạn. Chiếc nón này nó là kỷ niệm của mình. Mình hy vọng là nó sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong cuộc sống, trong những cái clip. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không ạ? Tiếng nước chảy và tiếng chim hót nghe rất là vui tai đúng không các bạn? Mình tiếp tục làm việc đây. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì nhấn đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình nha. Bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại thì mình đang trên đường đi kiếm củi các bạn. Tới giờ ăn trưa rồi mà vô tình thì mình đi thì củi của mình bị rơi xuống suối, nó bị ướt hết đó các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm củi.
Thì mình ở trên rừng này thì cũng lâu rồi nên là việc mà không có than hay là nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ việc đi tìm những cái cây củi khô thôi. Thì ở trên núi rừng thì mấy cái đó đâu có thiếu đâu. Đây, mình thấy một đoạn cây rồi nè các bạn thấy không? Đây, cái này thì nó hơi ẩm á rồi, nó bị ướt rồi. Chắc là đợt mưa vừa rồi nó còn bị ẩm ướt. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có đi chặt những cái cây, chặt phá những cái cây rừng đâu các bạn. Mình sống ở rừng mà. Nên là mình chỉ lựa những cái khúc cây củi khô như thế này thôi. Đấy, càng rất là nhiều. Nên là mình sẽ rất là dễ tìm được củi. À, cái này được nè. Mình tìm được một khúc củi này nè các bạn. Củi ở đây thì rất là nhiều các bạn ơi. Và vô tình thì mình cũng tìm được một cái khúc cây đó mà. Khúc rễ cây rất là đẹp nè các bạn. Cái này mà về làm bonsai thì đúng bài luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Ưng quá các bạn ơi. Cái đoạn này thì đẹp quá. Cái này đã chết rồi các bạn. Nó có một cái cây nhỏ phía trên này các bạn thấy không? Đẹp quá. Cái đoạn này đẹp quá. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Mình có một cái ý tưởng là mình sẽ trồng đất và rêu ở phía trên này. Cái đoạn này mình vẫn có thể thả cá vào được luôn này các bạn. Rất là đẹp. Ưng quá các bạn ơi. Thì vô tình mình đi tìm củi thì mình lại thấy được cái đoạn này. Cái này hình như có ai đó đã đốt nó rồi các bạn. Mình lại tiếp tục tìm củi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại và mình sẽ lấy cái đoạn của đoạn cây đó với các bạn. Cái đoạn đó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái tiểu cảnh rất là đẹp với cái đoạn cây đó. Rồi, xin chào các bạn. Mình lấy củi về để mình chuẩn bị ăn trưa. Tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn thấy vào cái buổi ăn trưa của mình ha. Cảm ơn, xin chào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là mình đi lên rừng để mình thăm một số cái cây mà mình đang trồng. Thì mình vô tình mình bắt gặp được một cái cây như thế này nè các bạn. Cái lá nó có rất là nhiều gai đó các bạn. Và thân của nó cũng có gai. Nó mọc ở trong cái hốc đá ra nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì cây này có rất nhiều gai nên là khi mà các bạn di chuyển các bạn nhớ cẩn thận. Nó móc vào trong người thì rất là dễ gây thương tích. Và cây này nó có cái trái nè các bạn. Trái này nhìn giống như trái mít đấy các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn mình nghĩ ủa sao cái cây này nó lại là ra trái mít. Các bạn thấy không? Cái trái đó các bạn. Thì có kiến kiến đang bâu vào rất là nhiều. Thì mình nghĩ là trái này nó cũng có chất ngọt nên là kiến nó bâu các bạn. Thì cái cây này theo mình đoán thì nó là thuộc họ lá dứa. Cái lá nó rất là nhiều gai các bạn thấy không? Móc vào rất là đau nên là các bạn nhớ cẩn thận. Đây, đây là cái bụi cây của nó nè các bạn. Thì thường là những cái cây mà họ lá kim này nè các bạn. Thì nó sẽ sống được ở những cái nơi khô cằn ít nước. Nó mọc từ trong đá ra đó các bạn.
Thì các bạn tưởng tượng từ giống đá mà mọc ra thì sức sống của nó rất là mãnh liệt các bạn ha. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, một một cái bài học từ trong cái việc mà cái cây nó mọc ra từ đá như thế này và cái sức sống của nó như thế này. Thì cây nào thì cũng mong muốn là ở sống được ở những cái nơi gọi là đất lành phù sa, nước nôi đầy đủ rồi để cho nó phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mọc ra từ đá ở những nơi khô cằn như thế này thì mình vẫn có thể sống được, vươn lên được các bạn thấy không? Nó cũng có một cái bài học cho mình. Một cái cây mà mọc ra từ đá không có chất dinh dưỡng, các bạn biết mà, đá thì nó đâu có mạch nước ở trong đá như là trong đất đâu, nhưng mà cây vẫn sống được, vẫn mọc từ đá ra được. Thì trong văn học thì các bạn chắc cũng có nhiều cái câu chuyện, những cái bài học mà cũng liên quan đến việc này rồi. Thì đấy, các bạn thấy thực tế là như vậy, mình vẫn có thể sống được ở những cái nơi, những cái điều kiện mà nó không được tốt, mình vẫn có cơ hội để vươn lên. Đây, giống như cây này vẫn ra trái rồi các bạn, trái ngọt đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như vậy, về cái cây này. Thì hy vọng là câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những cái niềm vui, những điều mới mẻ. Mình tiếp tục di chuyển đây các bạn ơi, hẹn các bạn lần sau ở những cái video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký và like share cái clip của mình nha các bạn. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái đôi dép đi rừng của mình. Thì đôi dép này rất là hữu ích đó các bạn. Thì nhờ có nó mà mình khi mà mình di chuyển ở trên cát á, trên đá đó các bạn, rất là trơn. Thì những cái này sẽ giúp bạn là không bị trơn trượt, bảo vệ đôi chân của các bạn rất là tốt. Nên là mình trang bị nó. Thì cái này thì mình cũng chỉ gọi là giới thiệu về công năng của nó thôi, chứ mình không phải là giới thiệu về về bán hàng hay là gì nữa các bạn ơi. Thì mình chỉ à còn cát này, cái này là hôm trước mình có mang đi biển nên là cát vào rất là nhiều. Thì mình chuẩn bị đi lên trên thượng nguồn của suối nên là mình cần phải có đôi giày như thế này để bảo vệ chân là thứ nhất. Thứ hai là giúp mình không bị trơn trượt, rất là nguy hiểm các bạn. Ở đây đá rất là nhiều nên là mình phải có những cái đôi giày như thế này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Nên là khi các bạn có một cái kế hoạch mà đi 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 du lịch, đi trải nghiệm và thiên nhiên á, đi sinh tồn á, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi dép như thế này, một đôi giày như thế này. Các bạn thấy không, cái gai giày của nó rất là sâu đó. Mình nói cho các bạn xem thì nó bám mà chống trơn trượt rất là tốt. Thì clip này mình chỉ giới thiệu về một số cái vật dụng mà mình thường sử dụng để đi rừng thôi, đi đi làm việc thôi, tại công việc của mình là ở rừng là chính. Thì đây là một cái con dao. Dao này thường thì mình đỡ đi, ví dụ như mà mình di chuyển ra trong những cái đoạn đường mà nó cây bụi rậm nhiều, với lại là cây gai đó các bạn. Ở cái clip trước thì mình có giới thiệu với bạn về một cái cây dứa mà có trái và lá và thân nó gai rất là nhiều á, các bạn có thể tìm lại kênh của mình mà xem lại cái video đó nha. Đó, thì cái dao như thế này thì mình sẽ phát ra, mình sẽ làm cho cái đường của mình nó thông thoáng, mình không bị gặp phải những cái chấn thương các bạn. Những cái lá cây đó mà vướng vào người nó sẽ cứa mình chảy máu luôn đó các bạn. Nên là các bạn đừng có nhớ cẩn thận và chuẩn bị cho mình những cái vật dụng như thế này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái vật dụng đi rừng khác của mình. Bye bye. Nhớ đăng ký và like share clip của mình. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là lập ra cái kênh này để mình quay và chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của mình hàng ngày ở cái
nhà của mình. Nhà mình thì đang làm ở trong rừng các bạn, mình ở trong rừng. Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cục đá này nè. Mình thấy cục đá này rất là đẹp, chắc các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem những con kiến đang bò trên cục đá ha. À, các bạn thấy không? Chúng nó đang đi kiếm ăn đó các bạn. Đó, thì theo như mình học đó thì những cục đá này chắc mình sờ vào thì mình cũng thấy chắc nó cũng phải có độ tuổi, chắc không phải vài trăm năm rồi các bạn, vài trăm tuổi rồi các bạn. Nó bị bào mòn và xương gió nè các bạn thấy không. Cái tảng đá này rất là lớn. Thì mình sống ở xung quanh đây các bạn, mình công việc của mình là ở trong rừng, mình đi rừng và mình chăm cây rồi cây sim rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy cái tảng đá này rất là xù xì, nhìn rất là phong sương đó các bạn, giống như cuộc sống mình vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình quay clip mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của mình xung quanh thiên nhiên xung quanh, trong đây là cái hốc đá. Hồi trước thì mình khi mà mình đi đi rừng vào buổi trưa mình hay chui vào trong này mình nằm mình nghỉ nè các bạn, rất là mát đó các bạn. Khi mà bạn nằm ở dưới những tảng đá này và xung quanh có nước suối nó chảy thì rất là dễ ngủ, cái âm thanh của suối chảy thì rất là dễ ngủ. Các bạn có nghe thấy tiếng chim không ạ? Tiếng chim hót rất là nghe rất là thanh bình đúng không các bạn? Ở giữa khu vực rừng núi như thế này thì tiếng nước chảy, tiếng chim hót, và nằm dưới những tảng đá như thế này để ngủ trưa thì nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị đó các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống ở phía dưới đây, mình sẽ để cho các bạn thấy xung quanh của mình chỉ toàn là núi và mây, núi và cây. Đó, các bạn nghe tiếng gió xì xào không? Rất là mát. Đây, các bạn thấy không? Cây cối xung quanh rất là mát mẻ. Mình thì mình rất là thích cuộc sống như thế này rồi các bạn. Rất là dễ chịu. Không khí rất là trong lành. Sống giữa thiên nhiên hoang dã như thế này thì mặc dù là cũng thiếu thốn rất là nhiều thứ, nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mà không phải ở đâu cũng có thể, các bạn cũng có thể gặp được. Suối hôm nay thì nước hơi đọng tại vì mưa ít đó các bạn, nên là suối hơi đọng, không có nước. Để mình qua mình cho các bạn xem một số cái cây, nó có những cái dáng cây rễ cây rất là đẹp. Các bạn có thích rap không ạ? Thì khi mà mình buồn, mình có tâm trạng thì mình hay ra ngồi này. Mình thường viết văn. Mình làm một vài đoạn lyric. Cũng khá hay nhưng mà mình chưa làm được beat các bạn. Mai mốt mình sẽ làm beat mà mình gửi đến các bạn cùng thưởng thức. Rất là mong nhận được những cái đóng góp của các bạn. Đây. Mình thấy có một cái đoạn cây rất là đẹp nè các bạn. Đoạn cây này mà làm tiểu cảnh bonsai thì rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ha. Đó, thì cuộc sống của mình là xung quanh rừng, núi và cây như này nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình để mình có thêm những cái động lực để mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người và cái cuộc sống của mình. Đây, xung quanh đây toàn là núi và cây các bạn, đá suối rất là thanh tịnh.
Mát quá các bạn ơi, gió mát. Chào các bạn nha, hẹn các bạn ở những cái clip sau của kênh của mình. Các bạn nhớ ấn subscribe và đăng ký và like share clip này của mình nha. Xin chào. Xin chào các bạn, là mình Điệp đây. Đây, mình đang trên một cái con đường mình đi vào phía thượng nguồn. Nha, mình các bạn thấy cái lòng suối mà nó đang cạn nước các bạn. Mình đang chui vào trong một cái hốc đá. Mình ngồi đây mình tránh nóng một xíu, rồi mình di chuyển qua bên kia. Thì suối hôm nay ít nước lắm các bạn. Ồ, gốc cây giờ đẹp quá kìa các bạn. Mình di chuyển nãy giờ cũng thấm mệt rồi các bạn. Trời rất là nắng, mà leo treo nhiều. Các bạn thấy, đường đi rất là gập ghềnh. Tìm được một cái gốc cây ưng ý để mà về làm tiểu cảnh trang trí thì cũng rất là khó các bạn, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn. Mình vẫn đang trên hành trình mình đi tìm. Mình hy vọng là sẽ tìm được một bộ rễ gốc cây nào đó để mình về mình làm một cái sản phẩm đầu tay của mình. Dáng cây này cũng rất là đẹp các bạn ha. Các bạn thấy không? Trang trí thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà cây còn sống các bạn, nên là mình sẽ không lấy đâu. Mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng các bạn ơi. Khá là mệt rồi các bạn. Có một vài gốc cây mà nó lớn quá các bạn ơi. Mình vẫn đang tìm. Ồ. Cái đoạn này thì nó gãy đổ chắc cũng lâu lắm rồi nè các bạn. Nhưng mà nó to quá. To quá mình cũng không có lấy đem về được các bạn. Nặng lắm các bạn ơi. Quá nặng. Khúc cây này mà đem về mình có thể làm được đó các bạn. Mình cũng tưởng tượng ra được một cái ý tưởng để trang trí cái gốc cây này. Mà hôm nay thì mình di chuyển bằng xe máy nên là cũng rất là khó nữa mà đưa được cái gốc cây này về nhà. Mình cùng di chuyển các bạn ha. Mình di chuyển lên kia xíu thử. Hình như mình càng đi về gần thượng nguồn thì càng dễ thấy những cái gốc cây nữa. Nó bị gãy đổ trước rồi các bạn. Mình dễ thấy nó hơn. Tại vì là nhiều khi là cây nó nặng quá nên là khi mà mưa xuống hoặc là có nước suối, có nước chảy thì nó cũng không có trôi xuống được phía dưới. Mình nghĩ là lên thượng nguồn thì mình sẽ dễ tìm hơn. Ở đây có một gốc cây rất là to nè các bạn. Nằm sẵn luôn.
Cái layout này mà mình có thể trang trí vào trong cái hồ nó là bự các bạn. Kích thước phải 1,5 m đó các bạn. Khá đẹp. Nói chung là nó cũng có dáng đó các bạn. Cái dáng để mà mình trang trí. Nhưng mà nó to quá. Để xem nào. Mình nghĩ là mình đã cảm nhận được ở đâu đây là mình sẽ tìm được thứ mà mình đang cần tìm các bạn. Các bạn cùng tìm với mình nha. Các bạn xem video mà thấy lướt qua thấy có cái đoạn cây nào mà các bạn thấy ưng ý thì nhớ comment nhắc mình nha. Mát quá. Mình di chuyển được tới đây rồi mình cũng thấy là thích không khí ở đây rất là trong lành các bạn. Mình ở giữa rừng mà. Cây cối rất là nhiều nên là mát, cái oxy được mình được đáp ứng rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tuyên truyền là mình trồng cây xanh nhiều đó các bạn. Khi mà các bạn đi rừng các bạn sẽ cảm nhận được cái việc này. Các bạn ở dưới cái bóng mát của nhiều cây các bạn sẽ cảm thấy là không khí ở phía dưới rất là mát. Nó cái không khí mà bạn hít vào phổi nó cũng sẽ rất là fresh các bạn. Chứ không như là các bạn ở đi đường đi ở thành phố rồi ấy. Mình thì mình cũng có một thời gian mình sống ở những cái khu đô thị đông đúc thì nhiều khi cái bầu không khí mình vẫn thở được. Mình thở được nên là bây giờ mình vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái chất lượng không khí nó khác lắm các bạn ơi. Nó khác hẳn khi mà mình về đây mình sống. Ở đây các bạn trải nghiệm được, cảm nhận được cái không khí ở đây các bạn. Khi mà hít thở nó sẽ rất là dễ chịu. Làm cho người bạn mau khỏe hơn. Rất là mau khỏe, rất là mau hồi phục lại năng lượng. Mình nghĩ là ở đây mình đã tìm được một vài thứ hay ho này các bạn. Đây, ví dụ như cái này. Đây cũng là một cái mà mình cũng đang hy vọng là tìm thấy rồi các bạn. Rồi, mình ở đây, tí nữa mình sẽ đem về. Rồi mình lại thấy nữa rồi. Ở trên này mình tìm được nhiều cá rồi các bạn ơi. Quá hay quá hay. Ồ cái này nó dài quá. Cái đoạn này nó khá dài nhưng mà đẹp ạ. Nó là mình khi mà trước khi mình đi thì mình cũng đã tưởng tượng ra là mình sẽ tìm những cái khúc gỗ nó có cái dáng như thế này. Nó cái đường nó có một cái tính nghệ thuật ở trong cái đường cong của nó các bạn. Để mình đi sâu sâu vào trong kia thử, mình xem thử có cái đoạn nào nó ngắn hơn, nó gọn hơn hay không. Mình biết chắc chắn là khi mà đi về rừng và suối thì mình sẽ gặp được, tìm được những cái mẫu, những cái layout, những cái đoạn cây, khúc cây có tính nghệ thuật. Nên là hôm nay mình hy vọng là mình sẽ tìm được nhiều. Xin chào các bạn. Mình mệt quá, mình đang ngồi nghỉ xíu các bạn.
có quá nhiều gốc cây đẹp. Nhưng mà ở phần phía dưới, phía thân của nó các bạn, thì là nó đã khô héo rồi. Nhưng mà phía trên thì cây nó vẫn còn sống được bạn. Nên là mình sẽ bỏ qua những cái cây như vậy. Các bạn khán giả xem kênh của mình, nếu như mà cũng có cái sở thích đam mê về trang trí hồ thủy sinh, terrarium hoặc là aquarium ấy, thì các bạn comment ở phía dưới để mình biết nha. Chúng ta cùng đam mê thì chúng ta sẽ rất là dễ kết nối các bạn. Chúng ta có cùng sở thích, cùng quan điểm, rồi cùng một cái công việc đó, thì mình và các bạn sẽ rất là dễ kết nối với nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau các bạn. Trên này rác hơi nhiều. Mình thì bây giờ mình cũng muốn là thu gom nó đấy, nhưng mà làm sao mà làm hết được các bạn, nguyên cả cái khu rừng, cái khu suối như thế này. Nên thôi mình chỉ biết dùng cái đoạn clip này để là mong những ai mà đã từng đi xuất tiên này, hoặc là các bạn có dự định du lịch đi khám phá trải nghiệm những cái nơi như thế này, thì các bạn cùng với mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái địa điểm tham quan của mình. Vâng, xin chào các bạn, mình là Điệp đây. Thì mình xin kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Mình sẽ quay lại với các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Xin chào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại thì mình đang trên đường đi kiếm củi các bạn. Tới giờ ăn trưa rồi mà vô tình thì mình đi thì củi của mình bị rơi xuống suối, nó bị ướt hết đó các bạn. Bây giờ mình đang đi tìm củi. Thì mình ở trên rừng này thì cũng lâu rồi, nên là việc mà không có than hay là nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ việc đi tìm những cái cây củi khô thôi. Thì ở trên núi rừng thì mấy cái đá đâu có thiếu đâu. Đây mình thấy một đoạn cây rồi nè các bạn thấy không? Đây cái này thì nó hơi ẩm á rồi, nó bị ướt rồi. Chắc là đợt mưa vừa rồi nó còn bị ẩm ướt. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có đi chặt phá những cái cây rừng đâu các bạn. Mình sống ở rừng mà. Nên là mình chỉ lựa những cái khúc cây củi khô như thế này thôi. Đấy, ở cả nó rất là nhiều. Nên là mình sẽ rất là dễ tìm được củi. À, cái này được nè. Mình tìm được một khúc củi này nè các bạn. Củi đây thì rất là nhiều các bạn ơi. Và vô tình thì mình cũng tìm được một cái khúc cây đó mà. Khúc rễ cây rất là đẹp nè các bạn. Cái này mà về làm bonsai thì đúng bài luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Ưng quá các bạn ơi. Cái đoạn này thì đẹp quá. Cái này đã chết rồi các bạn. Nó có một cái cây nhỏ phía trên này các bạn thấy không? Đẹp quá. Cái đoạn này đẹp quá. Các bạn thấy đẹp không các bạn?
mình có một cái ý tưởng là mình sẽ trồng đất và rêu ở phía trên này. Cái đoạn này mình cũng vẫn có thể thả cá vào được luôn nè các bạn. Rất là đẹp. Ưng quá các bạn ơi. Thì vô tình mình đi tìm củi thì mình lại thấy được cái đoạn này. Cái này hình như có ai đó đã đốt nó rồi các bạn. Mình lại tiếp tục tìm củi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại và mình sẽ lấy cái đoạn cây đó với các bạn. Cái đoạn đó rất là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái tiểu cảnh rất là đẹp với cái đoạn cây đó. Rồi, xin chào các bạn. Mình lấy củi về để mình chuẩn bị ăn trưa. Tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn thấy vào cái buổi ăn trưa của mình ha. Cảm ơn, xin chào.